Vì muốn thi thì sao? Bắt đầu thi. À, bác sĩ á. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng và khởi hành xe ngang dốc. Dừng xe chưa đến vị trí. Bài thi tiếp theo, bài thi qua vệt bánh xe, đường vòng vuông góc. Nó đã đè thì nó trừ mình 5 điểm rồi. Mà mình cứ rè 5 giây sau nó ra nó trừ mình 5 điểm nữa sao? Từ từ. Nó đây. Rồi, trả một vòng nữa. Rồi, dừng. Nó ra hết phải đi. Hết, nhanh lên. Chậm quá là ăn mấy cái vỏ xe kìa. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bài thi tiếp theo, bài thi đường vòng quanh co. Kiểu như cậu bất giờ hả? Cái gì vậy? Cái gì? Tự nhiên đu đất với người ta gì à? Đèn xanh của ai mà nó đi chứ. Đu đất là nó đang đứng ngồi kia, mình đu theo nó, nó thắng cấp cái... mình động nó xuống mình đạp.
cái xe 50 nó ra một người kia đi. Gần đến đây, gần gần. Bánh xe đè vậy. Bánh xe đè vậy. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe dọc vào nơi đỗ. Chỉ cần qua khỏi vạch vàng thôi nè. Qua chưa? Đi ra đi. Qua nha. Không, đi ra nó kêu tiếng tuôn nữa. Vài ngàn mới đánh lại. Vài ngàn mới đánh. Trả lái lại. Toàn đánh lái sớm luôn. Vài. Đánh. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông.
Bài thi tiếp theo, bài thi tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua. Bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe ngang vào nơi đỗ. Quá tổng thời gian. Em nói bính bon rồi dừng lùi lại khoảng 10 đến 15 phân thôi. Quá tổng thời gian. Nó trái đây. Quá tổng thời gian. Nè, trong nè. Quá tổng thời gian. Lùi sâu quá là vô ăn ống hơi nè. Quá lùi tổng thời gian. Quá được. Tổng thời gian. Quá dừng. Tổng thời gian. Sửa đi, đã lấy thẳng vậy đó. Quá tổng thời gian. 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 Dừng. Quá tổng thời gian. Quá tổng thời gian. Quá tổng thời gian. Quá tổng thời gian. Quá tổng thời gian.
quá tổng thời gian, 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 quá tổng thời gian. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Quá tổng thời gian, quá tổng thời gian. Không bật xi nhan phải trước khi kết thúc bài thi. Đèn luôn xong. Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ 58. Xe số 301 xin chào mừng bạn đến với hệ thống sát hạch lái xe tự động. Xin mời bạn đưa xe ra vạch xuất phát.